hôm nay mình sẽ giới thiệu về cách làm cái giá xe hàn đi, hàn cho chị cái. Này đang bán tồn mua. Mà đang bán mua dưới kia. Anh chị ở nhà Nam đấy đang làm kim nhà Nam đấy. Đang tồn đấy. À. Thế thấy bữa lại để bán tồn mà. Tồn của bán với Chiến Đông. Chiến Đông nó ngay cái đoạn đi từ mình á. Làm cửa nhà mồ đây. Chín. Thế là bữa làm rồi tôi mà. Dạ. Chờ chờ hai chờ, chờ, chờ bắt đầu làm. Chờ đi mài đi để gửi đi xem phụ kiện. Cái cửa làm cũng lâu cũng nhờ. Cái gì phải cắt à? Dạ. Thế thì tháo hết ra để cho nó đâu. Tháo hết đi phun hai màu đây. Nghĩ được. Cắt xéo kiểu này lâu lắm. Nói chung là cũng được, làm cái cửa thì tí nữa. Được rồi. Hả? Đã được 10 giây đó. Anh làm cái cắt mẹ CNC cho nó đẹp nhỉ? Chị đắt tiền anh. Đây này. CNC đắt tiền lắm. Đây những cái tấm của anh đấy à? Vâng. Ồ, cái tấm này là làm lâu nhỉ? Lâu công lắm. Làm mấy ngày. Hả? Làm mấy ngày. Công. Nhưng mà cũng được. Gân thì cũng bằng gân cũng vào ngoài kia. Năm mấy nghìn cân. Nhà máy cho cân. Mà làm công. Không tính anh tính theo mét chứ. Thứ nhất là mấy nghìn cân. Chắc không tính theo mét chứ. Nhôm cái gì nhỉ? Inox thì tính theo vi cân chứ còn cái gì để tính theo mét chứ. Ơi. Thì mét này chắc tầm 1 triệu hay 1 triệu mốt thôi thôi. Thì có chỉ vỡ. Làm như chỉ vỡ. Công bản là cái công cắt cái xéo này với cái nệ này, cắt cái đai ngắn này. Đấy ngắn thì cứ một rẹp một thang một ba đem những cái loại những chiếu này cái ví dụ cái loại này chứ nhìn màu mẫu thì mà hàn lâu mà cái loại chỉ bật quá như này.
chết. Hết rồi, xin chào mọi người.